Uh, xin chào các bạn. Uh, hôm nay uh, Trần Nhượng này xin chia sẻ với các bạn uh, một cái câu chuyện mà uh, Trần Nhượng nghĩ rằng rất là bổ ích đối với những cái người mà có những cái hiện tượng hay có những cái biểu hiện giống như Trần Nhượng. Uh, các bạn nhìn tôi hôm nay Trông cũng uh, sáng sủa, Trông uh, nó cũng uh, rất là thoải mái, tươi vui như này. Uh, nhưng mà đâu ngờ rằng là tôi đã từng uh, đã có những cái uh, thời kỳ, hay có những cái giai đoạn, hay có những cái lần đã bị uh, tai biến nhẹ đấy. Uh, và cái lúc bây giờ thì rất là uh, hoảng hốt. Uh, các bạn biết đấy, tức là với cái nghề nghiệp của tôi thì uh, uh, tôi phải đi biểu diễn này, rồi đi làm phim này, nó không có giờ giấc gì cả. Đấy, rồi sinh hoạt nó nó rất là thất thường. Chính vì thế nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe rất là nhiều. Uh, do đó mà tôi đã bị uh, uh, một lần uh, đang uh, ở nhà thôi. Đấy, nhưng mà sau khi đi làm về thì là bị hoa mắt chóng mặt rồi là nó choáng rồi, rồi chân tay nó nó run nó tê bì nó run rấp và rồi tự nhiên tôi ngã à, tôi ngã xuống thì à, sau đó thì là à, người nhà đã đưa đưa tôi đến bệnh viện và khi kiểm tra thì mới biết là tôi bị tai biến nhẹ ừ, tức là cái 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 gọi là cholesterol của tôi nó bị tăng cao Đấy, chính vì thế mà nó làm ảnh hưởng tới cái sức khỏe và nó làm cho mình bị đột quỵ. À, sau cái lần đó thì tôi rất là lo lắng và không biết là bây giờ xử lý cái việc này như thế nào. Thì à, bác sĩ cũng uh, cho các cái đơn thuốc, rồi cũng người nọ mách uh, những cái sản phẩm nọ, rồi thảo dược kia, tất cả mọi cái thứ mà tôi đã uh, cứ nghe ai nói thì là tôi cũng đều uh, tìm kiếm và sử dụng. Uh, thế nhưng mà thực ra tất cả những cái thứ đó thì... Uh, nó 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 chỉ giải quyết được một vấn đề mức uh, độ nào đó thôi và cũng không gần như là cũng không 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 an tâm về cái việc mà cho cái sức khỏe cũng như là cái tình trạng của mình. Uh, sau khi mà tôi bị như vậy thì uh, tôi đã có sử dụng cái uh, cái Novastatin 20mg hết rồi là cái nần nghệ vàng và cả cái atiso đỏ nữa. Uh, tôi sử dụng xong thì lúc đầu thì thì thấy nó cũng cũng có một cái chuyển biến một chút thế nhưng mà một thời gian sau tôi tôi kiểm tra uh, lại thì tôi thấy rằng là cái cholesterol của tôi nó nó không ổn định thế rồi là cái tình hình mỡ máu của tôi nó nó vẫn vẫn cao à, cho nên là tôi cảm thấy nó nó không yên tâm ừ, trong lúc mà tôi đang lúng túng mà không biết là giải quyết vấn đề đấy như thế nào thì may quá nhân một cái lần tôi đi uh, quay thì có một anh bạn uh, cũng là nghệ sĩ giống như tôi, thì anh ta cũng có cái hiện tượng giống như tôi, thế và anh ta nói là anh ta đã sử dụng một cái một cái sản phẩm của Nhật, đó là cái sản phẩm Sarafi uh, đây là một cái sản phẩm mà anh ấy dùng mà anh ấy thấy rằng cái hiệu quả nó rất tốt, thế là anh ấy mách tôi, thế và tôi cũng 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 là nghe theo anh ấy mà tôi tìm đến cái sản phẩm đó. Uh, Tôi đã đi tìm hiểu kỹ và sâu hơn về sản phẩm thì uh, tôi thấy cái Saraphai uh, có chứa hoạt chất moracolin K uh, trong cái men gạo đỏ uh, kết hợp với uh, natokinase rất phổ biến tại Nhật Bản uh, giúp kiểm soát được mỡ máu cực tốt, giảm cái uh, cholesterol uh, xấu và tăng cái cholesterol uh, tốt tự nhiên lên và tôi sử dụng luôn. Thì có thể nói là là rất là bất ngờ một cái liệu trình đầu tiên của tôi thì bắt đầu tôi đã cảm thấy là các cái hiện tượng tê bì chân tay rồi là hoa mắt chóng mặt nó cứ giảm dần giảm dần giảm dần và sau khi tôi sử dụng khoảng 3 4 tháng thì tôi đi kiểm tra thì hoàn toàn là nó có hiệu quả rất là tốt. À, cái cholesterol xấu thì nó cứ biến đi, còn cái cholesterol tốt thì nó phát triển lên. Và thấy rằng cái sức khỏe của mình bắt đầu nó nó rất là ổn định và da rẻ hồng hào rồi là ăn uống rồi nghỉ ngơi các thứ nó rất là thoải mái và tôi cũng thấy rằng là ừ, rõ ràng là cái sarafai của Nhật này là nó thật là giá trị đối với cái bệnh của tôi và nó rất là hợp với tôi cho nên là tôi tôi rất là mừng là khi tôi đã có được cái sản phẩm này à, sau khi tôi dùng 6 tháng liền thì uh, tôi đi kiểm tra định kỳ thì thấy rằng là cái uh, cholesterol toàn phần của tôi đó, ở cái ngưỡng ổn định tôi rất là mừng và gần như cái tai biến đợt trước của tôi ấy, nó đã biến đi đâu mất và các cái hiện tượng về tê bì chân tay rồi hoa mắt chóng mặt là không còn nữa à, có thể nói đấy là một cái niềm rất là sung sướng và hạnh phúc đối với tôi các bạn biết không bây giờ thì tôi không cần dùng đến thuốc tây nữa và tôi cứ duy trì cái thuốc này đây, cái sarafine của nhật bản đây duy trì cứ hai viên một ngày và tôi nghĩ rằng tất cả những ai mà có cái hiện tượng giống như là Tôi mỡ máu cao này Hoặc là có bị tai biến nhẹ này Thì hãy đến với cái sản phẩm Sarafai của Nhật Bản này Tôi tin rằng các bạn sẽ hài lòng Và rất yên tâm với sức khỏe của mình Hướng dẫn mua hàng từ video Các bạn có nhu cầu đặt mua Hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau Nếu xem trên điện thoại Hãy bấm vào tiêu đề của video Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm Bấm vào link mua hàng như hình Điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua nếu ở màn hình máy tính thì Linh sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.